nữa. Một đít em nhá. Một đít mãi nhá. Có lép. Có lép. Nó bãi bắt nó rửa đấy. 2 ngày anh đi được em ạ. Mưa không đi được. Giờ còn đang mưa phun này, nhiệt lắm, hai ướt đấy em ạ. Úi xa, đừng ngó đứng bên chứ cả, đừng ngó đứng bên chứ cả, nhí bên chứ là ướt lắm. Đứng lên rồi, may quá. Đó, phá đầu tiên nào. Ổn đấy. Ướt rồi. Đấy, ổn đấy. Ok em nhá, phá đầu tiên này. Để mình lên luôn cho bà ní. Đằng lại mình về rồi. Nhưng mà ơi, góc nó là có một cái bài, bài cỏ á, mình thử lôi. Anh ơi, có một con luôn. Ok. Ok nhá, lên luôn. Này nè này. Đấy, phá đầu tiên này, mình chỉ bị gỡ môi cho nó đấy, cho nó dừ một hồi cho nó yên tâm một phát là mình gỡ môi mình đi tiếp em nhá. Đấy, con lép nhá, quả đơn giản láo như bái luôn. Tại vì là 2 ngày cũng được đi thôi. Đấy em xem không, mình chở một phát là con cái cổ này em này. Đấy, khi mà nó yên tâm lại nó chỉ cầm nhặt cái cổ con cái thân con chúng là mình bỏ nó đuôi mình này. Đấy, hồi nữa mình cần lon tái xuống đấy này, rất là ra được cái đó nhá, là nó không biết cái tai mình lấy môi nhá. Nếu như anh em mà để lấy trực tiếp ấy là cái tai mà lấy của nó bữa sáu là nó vô tái đấy. À, ok đây nhá. Đấy, có lép này, có lép này, mà mình không bắt em nhá, mắc lưới rồi nè, con nó mắc lưới nè, hôi nữa mình lại mình gờ nè, con ở đây mình mới trốn trích đấy mày, mới trốn trích ở đây luôn, trích về đây này mày, trích về đây, một em trích này, ôi, nó đậu đấy, tao phải lùi được con này luôn. Tao thấy mày rồi. Yeah, một tích lắm nha. Một tích mày nè. Tao đã thấy mày rồi mà. Tao đã bảo là tao đã thấy mày rồi. Ok nha. Mình em trích mãi này, đầu mua này, quả ngọt luôn, một cụ, quả đơn giản, ướt lông luôn, nè, trích đầu vụ, ok luôn, đây, vô bài này cho thoáng,
đó, rỉa đấy con. Con đầu tiên thì cho nó rỉa nữa nhá, nó rỉa thoải mái, im luôn mà, không dám kéo luôn mà, la mà, bắt được con la mà, đây nè, đây, la mà, chết nè, chết, anh bọp khiếp, ok cho anh bọp bên đây nhá, ăn đi. Đi đi. Đúng rồi. Bọn này thì đơn giản lắm ạ. Bắt rất nhiều vào. Con chích đầu tiên em nhá, con chích đầu tiên của mùa giải nhá. Quả đơn giản. Đấy. Đấy nha. Đấy. Con chích đầu tiên của mùa giải. Đi đi con. Đó. Đấy. Ok anh em ạ. Con trích đầu tiên của mùa giải đấy, năm nay là mình sẽ đánh trích anh em nhá, gọi là bắt trích thật nhiều luôn, tại vì năm ngoái bên anh vì 5kg là mình không đánh trích đấy, mình toàn là chơi chim săn cò trắng cò bự cho nên là mình không săn trích, năm nay là bắt buộc mà sẽ săn trích anh em nhá. Đấy, săn bọn này sáng là mình sẽ đi nhà mình không ăn mấy cái loài này đâu, mình sẽ đi tàng anh em ơi, một số bán hàng của mình nhá, gọi là bên kinh doanh của mình nhá, thích ăn loài này đấy, mình bắt mình tàng anh em mỗi người khoảng 3 đến 4 con cho đó ăn cho biết anh em ạ. Ok lắm nhá, để mình cho nó rỉa xong là mình đi tiếp nhá. Không con đi nữa, mới tiêu cổ đang rồi. Hello anh em nhá, hôm nay mưa anh em ạ, mình đi được một xíu mà nhiều rất là nhiều, có mất xéo này, có con lẹt bốc lên mà mình không bắt đấy mà, mình chỉ có bắt hai em. Đầu tiên là con lẹt này, con lẹt số này, tiếp theo là con trích này, con trích này là con trích đầu tiên của năm 2023 mình bắt được anh em nhá, và cũng là con trích đầu tiên của con nấu bắt được anh em nhá. Đấy. Con lẹt thì nó bắt được nhiều rồi, con trích thì nó bắt được lần đầu tiên ấy. Đấy, nấu hôm nay ok lắm ấy, trong lưu mà nói hiện tại là 155 quên 355 gram thế mà ok phết ấy, trong lượng này ok phết này. Chưa mình sẽ làm thịt rồi mình sẽ cho con đén nán và con bạch được thế, con bạch được đang kêu thế, ok nhé, let's go. Em ơi, ngày hôm nay là ngày thứ ba mình huấn luyện con mãi này em nhé. Thì ngày hôm nay mình cánh chim em nhé. Thì ngày hôm qua thì nó không qua tay làm đâu, nó qua được có 17 phát ấy. Thì tương đương với tầm khoảng 17 gram. Bữa qua nó ăn 17 gram cho nó điên rồi đấy. Bữa qua ăn 17 gram thì thử xem ngày hôm nay nó bao nhiêu cân nhé. Hiện tại là 490g anh em ơi, 490g chắc chắn là nó ngon. Con này á, năm ngoái năm mùa 1 thì là nó tầm khoảng 440g là sáng, nhưng mà mùa 2 mình nghĩ là nó sẽ cao hơn đấy. Con này tầm khoảng 470g là ok. Con này mình sẽ qua tái nha. Đó đấy, mình mới sản con chim mới nhá. Từ xem nào. Rồi, giờ mình thấy là nó ngớ ngợt, chưa thấy thịt đâu đúng. Rồi, ăn được miệng rồi đấy. Thấy chưa? Đó. Thứ hai là bị tránh gán có thức ăn đấy, đấy, cho nên là nhai nữa đấy. Đấy, thì bị kỹ chưa? Đó. Thức ăn đây.
quá nó ăn mình gọi như thế mà nó không quá, mình cho nó nhìn luôn này, cho nó nhìn luôn, đôi nữa là thoát hàng luôn. Con này tầm khoảng 470 là nó, giờ con 490 nữa. Nếu mà nó ngoan thì mình sẽ đẩy lên thôi, cho nó ấy đẹp, nó ấy hai cánh nó làm gì được. Đấy, nó mà cứ như thế là ok nè. Con này nó vẫn đang sờ lúng túng ấy. Nếu phải là cái trọng lượng ly đo nào. Giờ mình sẽ tạo cho nó một cái thói quen ở trong nhà. Quá tại mình cũng đã nói với anh em rất là nhiều lần về vấn đề tập ở trong nhà rồi ấy. Khi nào nó nhuyễn ở trong nhà rồi mình đăng cái bài, khi mà nó mà đã nhuyễn ở trong nhà rồi ấy, thì là khi nó đã tạo một cái thói quen là lắc chúng đâu là về gắn ấy, thì khi ra bài thì là cái tiền đề cho nó quá tải nhanh hết. Đấy, cái đó đấy. Ok em ơi, hiện tại con đèn thì đã lan ra nhé. Mình có mình thấy thái độ ok rồi, lan rồi. Đấy, lan lắm, lắm. Mình nghĩ là nó sẽ không quá nhưng mà nó vẫn vượt quá là sụt phần đấy. Đấy, nhanh thế. Rồi đó. Đấy. Ăn là được mà. Hiện tại thì mình vẫn đang cho ăn thịt đấy mới. Ngày hôm nay thì mình cho ăn 40 gram em á. Cái sáng thì mình cho ăn cái sáng mình cho ăn 20 gram thôi. Giờ mình cho ăn 40 gram thôi. Tao biết nó không tiền có. Mình muốn đầy mắt lên một xíu. Con nào mà học được luyện thôi nó ngắn lắm. Áo tập ngắn phần xà lè. Con này là ngày hôm nay mình cho ăn 40 gram là còn thêm cái sản nước đấy.
còn thêm cái sản nữa là 60 gram đấy mà an toàn thịt. Toàn thịt. Nhìn bãi mà nó dịu với nó mà chúng nó nộ ngồi riêng này thịt này. Đấy. Nên cho ăn toàn thịt luôn. Mình cho nó vận động một xíu nữa mà để cho nó cái cớ gọi là cái cớ cảnh cho nó đừng ý lại á, tại vì bình thường mà mình tập lực cho nó mạnh á, thứ hai nó yếu á, mình tập nhẹ nhàng thôi. Tốt quá. Thì em ơi, mình vừa cho nó ăn 40g 6 em ạ. Em xem này. Cái nhiêu này, một chiêu này. Một chiêu toàn thịt em ơi. Toàn thịt nạc ấy, trong ít mình cắt xương vào lắm. Bình thường thì con này nó ăn 40g cả xương. Thì ngày hôm nay là mình muốn cái hệ tiêu hóa của nó đỡ hơn ấy, mình ăn cho ăn chắc thịt thôi. Đấy. Ok phết đấy, nó đạt được tầm khoảng 80% năng lượng đấy. Bình thường là trổ thịt là lão khiếp với bởi trổ thịt cái cửa đường đấy. Đấy. Ok nhá, mình sẽ cho con này lên rồi ngày hôm nay khi mình đi săn như thế thôi. Và mình cấp lên tên em biết là con đen của mình là mình không cửa nên nhá, do nó chứ không phải là cho mình đâu, là nó từ vươn lên cái sức đề kháng của nó đấy ạ. Nó bị đường ruột, nó bị có các cái đường ruột đấy, cho nên là nó từ vượt quá thì mình không làm gì hết. Mình chỉ có bổ sung cho nó vài giọt men tiêu hóa thôi, còn lại là nó tự xử lý hết. Dư nó nhảy lắm, dư mà mình mà cầm con nấu đi sán, nó mà chỗ mình cầm con sán là nó láo khiếp ấy, tại vì nó không được đi sán đấy. Ok anh em nhé, ngày hôm nay video hôm nay đã kết thúc. Anh em đừng bấm like và đăng ký kênh đồng hồ với nhé. Ok, chúc anh em sức khỏe nhé. Anh em ngày mai mình sẽ đi cầm con nấu đi xem có con tích nào được không nhé. Hôm nay có một tích đấy, ok phết. Video nhé.